năng hẹn hò sẽ giúp người dùng dễ dàng kết nối và các mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng liệu rằng những mối quan hệ bắt đầu từ mạng xã hội có thực sự đáng tin cậy và lãng mạn chúng ta thường nghĩ? Tính năng hẹn hò này đề cao sự lãng mạn giữa hai cá nhân, nhưng phần lớn người dùng lại không nhận thấy điều đó. Họ cho rằng không nhất thiết phải kết nối bằng tin nhắn riêng tư thì mới có sự lãng mạn. Anh Mark của chúng ta phát biểu tại sự kiện thường niên của Facebook rằng cả công ty đang tập trung phát triển đổi mới Facebook. Khi thế giới càng ngày càng trở nên to lớn và cần thiết kết nối, chúng ta cần ý thức hơn bao giờ hết về sự riêng tư. Đó là lý do tôi tin rằng tương lai là sự riêng tư. Đây sẽ là chương tiếp theo cho sự phục vụ chúng tôi dành cho các bạn. Tính năng hẹn hò là tính năng mới cho phép người dùng tự chọn những bạn bè mà họ quan tâm đặc biệt. Và chỉ khi những bạn bè này có cùng cảm giác với bạn thì họ mới biết được điều đó. Tính năng hẹn hò sẽ giúp người dùng dễ dàng kết nối và các mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn. Liệu một tình yêu qua mạng có thực sự là lãng mạn? Phần lớn thời gian giải trí của chúng ta hiện đang dành cho mạng xã hội. Nhưng liệu rằng những mối quan hệ bắt đầu từ mạng xã hội có thực sự đáng tin cậy và lãng mạn chúng ta thường nghĩ? Đó là trên sách vở thôi. Còn quay về thực tế nè, theo Viên nghĩ á nha, cái đó đối với Viên, nếu là Viên, Viên sẽ không sử dụng cái ứng dụng này đâu. Nó quá tốn thời gian, với lại nó không có đạt một cái gì mà cho Viên một cái thực tại hết á. Nó rất là mông lung. Tại sao mình phải sử dụng cái tình cảm của mình dựa trên một cái app mạng xã hội như vậy? Trời ơi, nó rất là phí luôn các bạn. Tại sao mình không trực tiếp ra ngoài gặp mặt các bạn đó, thích bạn đó, quen bạn đó đi? Chứ mới gì mình lên mạng phải kiếm người này kiếm người kia rồi kết quả không có được gì hết đó. Đó là theo Viên nghĩ như vậy, còn các bạn thì sao? Trong khi các nhà đầu tư á là cập nhật, ủng hộ, đổi mới cái tính năng này, nhưng mà người dùng á thì phản ứng ngược lại. Tính năng hẹn hò này đề cao sự lãng mạn giữa hai cá nhân, nhưng phần lớn người dùng lại không nhận thấy điều đó. Họ cho rằng không nhất thiết phải kết nối bằng tin nhắn riêng tư thì mới có sự lãng mạn. Còn các bạn nghĩ sao về điều này? Liệu rằng nó có giúp các bạn thoát ế hay không? Còn bây giờ các bạn hãy chia sẻ cái ý nghĩa của các bạn về cái nội dung này cho Viên nha, bằng cách bình luận bên dưới nè.